phục hồi chiếc áo thun lủng lỗ chỉ trong tích tắc. Hãy học ngay mẹo hay ho này để chiếc áo thun yêu thích của bạn không bị xếp xó chỉ vì một lỗ thủng nữa nhé. Chắc hẳn không ít bạn từng phải ngậm ngùi vứt bỏ chiếc áo thun yêu thích của mình bởi vì vô tình va chạm vào đâu đó và làm chiếc áo thun lủng lỗ hay có những vết rách không mong muốn. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể yên tâm vì đã có một cách rất đơn giản để có thể biến chiếc áo rách trở nên lành lặn như ban đầu. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, thậm chí không cần dùng đến kim chỉ đâu nhé. Các bạn chuẩn bị dụng cụ. Bàn là giấy vải, bình xịt nước và một tấm vải. Cách làm: bước 1, lộn mặt trái của chiếc áo ra ngoài, rồi dùng bàn ủi, ủi miếng giấy vải quanh lỗ thủng phẳng phiu sao cho không còn nếp nhăn. Bước 2, sau đó đặt miếng giấy vải có kích thước lớn hơn, đè lên trên và dùng tay cố định nó. Bước 3, phủ một tấm vải lên trên chiếc áo, xịt nước vào phần lỗ thủng. Bước 4, đặt bàn ủi trực tiếp lên phần lỗ thủng và giữ nguyên trong vòng 10 giây. Vậy là xong, bây giờ bạn hãy lộn mặt phải của chiếc áo ra ngoài, có thể thấy chiếc lỗ thủng đã biến mất hoàn toàn rồi. Nếu vẫn chưa ưng ý, hãy làm lại quá trình trên một lần nữa nhé. Cùng so sánh sự khác biệt giữa lỗ thủng sau khi được vá bằng giấy vải và lỗ thủng được khâu lại bằng kim chỉ nhé. Có thể thấy phần rách được vá không lộ liễu như khâu bằng kim chỉ. Với mẹo đơn giản này, từ giờ bạn sẽ không nối tiếc bỏ đi chiếc áo yêu quý của mình nữa rồi. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Mình chào tạm biệt.